Chào mừng các em học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 của anh Ngự Dinh. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần Looking Back của Unit 1 Family Life nhé. Đầu tiên, ta sẽ cùng nhau nhìn lại cách phát âm của các âm br, kr và tr. Đây là các âm có sự hòa âm giữa các âm b, k và t với các âm br đúng không các em? Trong bài tập số 1, các em sẽ cùng nghe các câu từ 1 cho đến 3 và sẽ đánh dấu vào các từ có chứa các cặp phụ âm này tương ứng nhé. 1. I like ice cream, but my brother likes bread pudding. 2. Tracy crashed her car into a tree and broke her leg. 3. They often have crab soup for breakfast. Như vậy là các em đã xác định được các âm này chưa? Chúng ta sẽ có những từ như sau này. À, câu đầu tiên chúng ta sẽ có từ cream. Đây là sự kết hợp của âm cr đây đúng các em. Chúng ta sẽ đọc nó nhanh một chút, hòa với nhau một chút nhá. Cream, cream. Chứ chúng ta đừng đọc là cream các em nhé. Chúng ta sẽ đọc là cream. Rồi, tiếp theo chúng ta có từ brother, brother. Và thứ ba ta có từ bread, bread. Đó, chúng ta cần đọc hai cái âm này nó hòa với nhau chứ chúng ta đừng đọc là bread các em nhé. Mình sẽ đọc hòa với nhau là bread, bread. Tương tự với câu số 2, ta cũng sẽ có các từ là Tracy, Tracy, crushed, crushed, tree, tree, brook, brook. Và câu cuối cùng là crap, crap, và breakfast, breakfast. Các em đã nắm được cả âm này chưa? Sang tới bài tập số 2, ta sẽ ôn lại một số cụm từ chỉ công việc nhà, và ta sẽ cần điền các từ này vào trong chỗ trống nhé. Lần lượt chúng ta sẽ có các công việc là Do the washing up, việc rửa bát này; Do the heavy lifting, việc bê đồ nặng này; Do the cooking, việc nấu ăn; Clean the house, là dọn dẹp nhà cửa. Và laundry là việc giặt giũ. Và các em đừng quên là chúng ta sẽ cần chia động từ sao cho hợp lý cho các cụm này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc bài để điền nào. In Thành's family trong gia đình của Thành. Everybody shares the housework. Tất cả mọi người đều chia sẻ công việc trong nhà này. His mother thì làm công việc gì đó Và phần sau có một cái vế là Thành really enjoys the food she cooks Thành rất là thích cái đồ ăn mẹ nấu này À, thế vậy câu số 1 chúng ta sẽ dễ dàng điền được đó chính là Does the cooking Các em cũng nhớ là his mother Thì là mẹ của anh ấy là số ít này Thế nên chúng ta sẽ cần phải chia cái từ do thành Does các em nhé Tiếp theo, trách nhiệm của bố Thành là gì? Thành's father is a strong man Là một người đàn ông rất là khỏe này So he sẽ làm công việc gì đó À khi mà khỏe thì thường là các em sẽ thấy là làm công việc gì nhỉ? Đó chính là Does the heavy lifting Làm cái công việc mà mang vác cái đồ nặng này đúng không các em? Và tương tự thì với cái chủ ngữ he Chúng ta cũng sẽ để cái động từ gọi là does các nhé Thành thì sẽ làm gì nhỉ? Thành helps with the công việc gì đó này Và he feels proud that he knows how to run a washing machine anh ấy rất là tự hào về cái việc là anh ấy biết cái cách mà run là chạy một cái máy giặt washing machine đúng không các em? thì như vậy thì chắc chắn là thành sẽ phụ trách cái công việc là gì đấy các em nhỉ à laundry nó là cái công việc giặt giũ này cuối cùng là chị gái của thành thành sister helps with công việc nào đó she does it regularly cô ấy thì làm cái việc này rất là thường xuyên so their house is never dirty thế nên là nhà cửa thì không bao giờ là bẩn như vậy thì chắc chắn đây là công việc gì rồi các em? Chính là cleaning the house. Và ở đây chúng ta cũng thấy là sau cái giới từ with thì động từ cũng đang phải chia ở dạng verb vâng in các em nhé. Và công việc cuối cùng, she also làm điều gì đó after each meal. Sau cái meal là sau bữa ăn thì chắc chắn là việc gì rồi các em? Đó chính là does the washing up, làm cái việc là rửa chén đĩa đây đúng không các em? Các em đã nhớ được cách dùng các cụm từ này chưa nào? Phần cuối cùng của bài này là ôn tập về ngữ pháp. Chúng ta sẽ ôn lại hai thì là hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Trong bài tập này thì There is a mistake in each sentence below. Mỗi cái câu dưới đây thì sẽ có một lỗi sai. Các em sẽ cần find the mistake and correct it. Tìm ra cái lỗi sai và sửa nó nhé. Đối với câu đầu tiên I'm writing to tell you how much I'm wanting to see you. Tức là tôi đang viết cho bạn để mà nói cho bạn rằng là tôi mong muốn được gặp bạn bao nhiêu này. Ở đây chúng ta thấy câu này sai lỗi nào đấy các em nhỉ? À, ta sẽ thấy cụ I'm wanting ở đây có vẻ chưa được chính xác lắm Tại vì ta thấy want là một động từ chỉ trạng thái Thế nên sẽ không có dạng verb in game nhé Chúng ta cần sửa câu này là How much I want to see you Xem đến câu số 2 Jack is away on business So now I look after his dog Tức là Jack thì đang đi công tác này Thế nên là bây giờ thì tôi đang trông cái con chó cho anh ấy Ở đây thì ta sẽ thấy có một cái từ là now Là ngay lúc này Thế nên vậy câu này nếu mà chúng ta sử dụng cái thì hiện tại tiếp diễn thì nó sẽ hợp lý hơn là dùng cái thì hiện tại đơn đúng không các em? Như vậy thì cái động từ lúc này chúng ta cũng sẽ chuyển đổi thành I am looking after his dog. Tôi đang trông cái con chó của anh ấy đúng không? Chuyển tiếp đến câu số 3. Nam's often looking untidy. Tức là Nam thì rất là hay trông kiểu như là untidy, tức là không được gọn gàng, tươm tất lắm thì mình thấy bởi vì có cái từ often tức là trạng từ chỉ thói quen thế nên là động từ look trong trường hợp này nên dùng ở cái thì hiện tại đơn hơn như vậy ta sẽ chuyển thành looks kèm nha và nam thì cũng là cái chủ ngữ số ít thế nên là cái từ looks ở đây chúng ta cũng sẽ phải thêm s vào động từ này question number four she can't answer the phone now she cooks dinner tức là cô ấy không để trả lời điện thoại bây giờ tương tự ta lại thấy có từ now này thế nên cái vế sau khi mà nói về lý do tại sao cô ấy không trả lời điện thoại ngay bây giờ thì các em cũng phải để cái từ khúc này ở cái thì là hiện tại tiếp diễn chứ đúng không? Nó sẽ là She is cooking dinner các em nhá. Question number 5 Excuse me, do you read the newspaper? Could I borrow it? Câu này thì đang dùng ở cấu trúc nghi vấn nghĩa là bạn có đang đọc báo bây giờ không? Thì để tôi mượn. Nên là cái động từ read ở đây nên dùng trong thì gì đấy các em thì nó sẽ hợp lý nhất nhỉ? À cũng sẽ là thì hiện tại tiếp diễn luôn Are you reading the newspaper? Tức là bạn có đang đọc báo bây giờ không? Thì để tôi mượn đấy đúng không? Rồi, và ngoài ra trong này thì các em cũng thấy là chúng ta sẽ cần phải chuyển cái to be lên đầu Vì đây là câu hỏi trong thí hiện tại tiếp diễn nhá Are you reading? Câu số 6 What are your family doing in the evening? Tức là gia đình của bạn đang làm gì vào mỗi buổi tối á? Thế thì chỗ này là đang làm gì có vẻ cũng không hợp lý lắm đúng không các em? Vì trong câu này có từ là in the evenings Và evening ở đây là đang để số nhiều này Tức là các buổi tối Thế nên là cái việc này sẽ là một cái việc diễn ra thường xuyên Hỏi về thói quen Nên các em dùng cái thì đó là hiện tại đơn thì nó sẽ đúng hơn này Ta sẽ chuyển cái câu này về hiện tại đơn là What does your family do in the evening? Các em cũng nhớ thêm là với câu hỏi ở thì hiện tại đơn Thì đừng quên thêm trợ động từ do hoặc là does nhé và trong trường hợp này là does tại vì family chúng ta sẽ để số ít này. Các em nhớ các dấu hiệu để phân biệt hai thì này với nhau chưa? Ví dụ như là với thì hiện tại tiếp diễn thì ta sẽ hay có cái từ là now đấy đúng không các em? Còn đối với cái thì hiện tại đơn thì ta sẽ hay có một số trạng từ chỉ tần suất như là often chẳng hạn. Ngoài ra thì các em cũng phải chú ý đến cái ngữ cảnh, cái ý nghĩa của các cái câu để mình xác định cái thì cho nó chính xác nhá. Vậy là qua bài học này chúng ta đã ôn được phần từ vựng cũng như là ngữ pháp quan trọng trong unit này rồi đúng không? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các em đừng quên subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ các bài giải sách giáo khoa tiếng Anh sau của anh ngữ Di nhé. See you soon!